C5 12 đúng rồi. C5 12 chính xác á. Biết làm không? Thì ra lấy 24 nhân 3. 7 nha. 7 nha. Con tầm 7. Con phải ấy chứ. À, con có là ăn can ít á, ý là cho ra mấy y bay y là cái gì đó thì khỏi cần biết, nó là hỗn hợp các hydro carbon mình không cần biết. À, con giả sử là số mol của ăn can đây là 1 mol thì y sẽ là mấy mol? Ok, y là 3 mol. Vậy mờ lớn y khối lượng quay yên máy. À, mờ lớn y yên máy đã. 12 nhân 3. À, 12 nhân 2 là 24. Đúng không? Rồi khối lượng quay y là mấy? 24 nhân 3 là mấy? 72. Đúng không? Mà khối lượng y là bằng khối lượng quý. Đúng không? Vậy mờ lớn y máy bằng khối lượng của x chia số mol x, 72 chia 1 là bằng 72, mà 72 là can mol đó hả, giải ra n bằng 5 gì nữa, sin 5 bằng 2. Nhưng mà con không giải thích cho được. Con giải thích được, mẹ hỏi con giải thích.